Cô thân ái chào mừng tất cả các con đã đến với khóa học Tiếng Việt lớp 3 trên trang web olm.vn. Các con thân mến, như vậy là chúng ta đã kết thúc chủ điểm bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay chúng ta sẽ học chủ điểm sáng tạo với những bài học ca ngợi sự lao động, óc sáng tạo của con người, về trí thức và các hoạt động của trí thức. Và bài học mở đầu cho chủ điểm này của chúng ta đó chính là bài tập đọc Ông Tổ nghề thêu. Bài đọc này sẽ giải thích nguồn gốc của nghề thêu ở nước ta, ca ngợi sự ham học, trí thông minh của Trần Quốc Khái, ông tổ nghề thêu của người Việt Nam. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần luyện đọc. Với bài đọc này, các con đọc giọng chậm rãi, khoan thai, nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện sự bình tĩnh, ung dung, tài trí của Trần Quốc Khái trước thử thách của vua Trung Quốc. Cô sẽ đọc mẫu một lượt, các con cùng theo dõi. Ông Tổ nghề thêu. Hồi còn nhỏ, cậu bé Trần Quốc Khái rất ham học. Cậu học khi đi đốn củi, lúc kéo tôm. Tối đến nhà không có đèn, cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng, lấy ánh sáng đọc sách. Chẳng bao lâu, Trần Quốc Khái đỗ tiến sĩ rồi làm quan to trong triều đình nhà Lê. Một lần, Trần Quốc Khái được triều đình cử đi sứ bên Trung Quốc. Vua Trung Quốc muốn thử tài sứ thần, sai dựng một cái lều cao, mời ông lên chơi rồi cất thang đi. Không còn lối xuống, ông ở lại trên lầu. Lầu chỉ có 2 pho tượng Phật, 2 cái lọng, một bức chướng theo 3 chữ Phật trong lòng và một vò nước. Bụng đói mà không có cơm ăn, Trần Quốc Khái lẩm nhẩm đọc 3 chữ trên bức chướng rồi mỉm cười. Ông bẻ tay pho tượng để nếm thử. Thì ra 2 pho tượng ấy nặn bằng chè lam. Từ đó ngày 2 bữa, ông cứ ung dung bẻ dần tượng mà ăn. Nhân được nhàn rỗi, ông mày mò quan sát, nhớ nhập tâm cách thêu và làm lọng. Học được cách thêu và làm lọng rồi, ông tìm đường xuống. Thấy những con rơi xòe cánh, trao đi, trao lại như chiếc lá bay, ông liền ôm lọng nhảy xuống đất bình an vô sự. Vua Trung Quốc khen ông là người có tài, đặt tiệc to tiễn về nước. Về đến nước nhà, Trần Quốc Khái truyền dạy cho dân nghề thêu và nghề làm lọng. Dần dần, nghề thêu lan rộng ra khắp nơi. Nhân dân vùng Thường Tín, quê ông, lập đền thờ và tôn ông là ông tổ nghề thêu. Trần Quốc Khái rất là thông minh và giàu trí sáng tạo, đúng không các con? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần chú thích. Từ đầu tiên là đi sứ. Đi sứ là đi giao thiệp với nước ngoài theo lệnh vua. Thứ hai là lọng. Lọng là vật làm bằng vải hoặc lụa, căng trên khung tre, gỗ hay kim loại, thường dùng để che đầu tượng thần, tượng Phật hay vua, quan trong nghi lễ long trọng. Thứ ba là bức chướng. Bức chướng là bức lụa, vải, trên có thêu chữ hoặc hình, dùng làm lễ vật, tặng phẩm. Chè lam. Chè lam là bánh ngọt, làm từ bột bỏng nếp, ngào mật, pha nước đường. Nhập tâm. Nhập tâm là nhớ kỹ như thuộc lòng. Bình an vô sự là bình yên, không có chuyện gì xấu xảy ra. Và cuối cùng là Thường Tín. Thường Tín là một huyện thuộc tỉnh Hà Tây. Chúng ta cùng ghi nhớ nghĩa của những từ ngữ này để việc lý giải bài học trở nên dễ dàng hơn các con nhé. Con hãy cùng trải nghiệm câu hỏi dưới đây để chúng ta cùng khắc sâu thêm ý nghĩa của những từ ngữ này. Cô chúc mừng các con! Các con đã ghi nhớ rất nhanh đúng không nào? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với phần bố cục. Bài đọc này có 5 đoạn nhưng cô sẽ chia thành 4 phần như sau. Phần 1 tương ứng với đoạn 1, Trần Quốc Khái hồi nhỏ. Phần 2 tương ứng với đoạn 2, cách thử tài sứ thần Việt Nam của vua Trung Quốc. Phần 3 tương ứng với đoạn 3 và 4, Trần Quốc Khái thông minh, ham học hỏi và giàu trí sáng tạo. Và cuối cùng là phần 4, tương ứng với đoạn 4, lý do Trần Quốc Khái được suy tôn là ông tổ nghề thêu. Ngay bây giờ thì chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết dựa trên bố cục vừa rồi các con nhé. Trước hết các con cùng nhìn lên màn hình. Đây là hình ảnh của Lê Công Hành, chính tên là Trần Quốc Khái. Sinh ngày 18 tháng Giêng năm Bính Ngọ, tức năm 1606, tại làng Quất Động, huyện Thượng Phúc, Phủ Thường Tín, Trấn Sơn Nam, nay là thôn Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội. Ông mất ngày 12 tháng 6 năm Tân Sửu, tức năm 1661, thọ 56 tuổi. Được triều đình truy tặng hàm Thượng Thư Thái Bảo Lương Quận Công. Ngày giỗ hàng năm của ông được xem là lễ giỗ tổ nghề của những làng sinh sống bằng nghề thêu tại Việt Nam. Trần Quốc Khái thì tương truyền từ nhỏ, ông đã có tiếng ham học và hay chữ, lớn lên thi đỗ tiến sĩ. Sau khi ra làm quan, ông được triều đình bổ dụng vào các chức vụ từ biên quận đến triều đình, thăng dần lên hàng Thượng Thư và được cử đi sứ nhà Minh. Và câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay đó là khi Trần Quốc Khái được cử đi sứ nhà Minh. Qua đó thì cũng thể hiện được cái sự thông minh, tài trí và giàu trí sáng tạo của Trần Quốc Khái thông qua việc quan sát, nhớ nhập tâm mà đã học được nghề thêu và truyền dạy được cho nhân dân ta. Trước khi Trần Quốc Khái truyền dạy nghề thêu cho nhân dân thì ở một số vùng cũng đã manh nha làm nghề thêu. Thế nhưng chỉ sau khi được ông truyền dạy thì nghề thêu ở nước ta mới thực sự phát triển và trở thành một nghề truyền thống. Đó là đôi nét về Trần Quốc Khái. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần đầu tiên, Trần Quốc Khái hồi nhỏ. Con hãy đọc đoạn 1 trong sách giáo khoa và trả lời cho cô câu hỏi: hồi nhỏ, Trần Quốc Khái ham học như thế nào? Cô chúc mừng con đã trả lời rất chính xác. Con cùng nhìn lên màn hình. Hồi còn nhỏ, Trần Quốc Khái rất ham học. Ông học cả khi đi đốn củi, lúc kéo vó tôm. Tối đến nhà không có đèn, đã bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng lấy ánh sáng đọc sách. Nhờ thế mà Khái đỗ tiến sĩ rồi làm quan to trong triều đình nhà Lê. Như vậy thì nhờ sự chăm chỉ học tập, Trần Quốc Khái đã đỗ đạt và làm một vị quan to trong triều đình. Trong thời gian làm quan to ở triều đình nhà Lê, Trần Quốc Khái đã được cử đi sứ Trung Quốc và vua Trung Quốc đã nghĩ cách để thử tài sứ thần Việt Nam. Vậy ông ấy đã thử tài như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai, cách thử tài sứ thần Việt Nam của vua Trung Quốc. Con tiếp tục đọc đoạn 2 và trả lời cho cô câu hỏi: vua Trung Quốc nghĩ ra cách gì để thử tài sứ thần Việt Nam? Cô chúc mừng con đã trả lời rất chính xác. Cách thử tài của vua Trung Quốc đó là vua Trung Quốc xây dựng một cái lầu cao. Sau đó mời Trần Quốc Khái lên chơi rồi cất thang đi. Lầu cao như vậy mà lại không có thang. Vậy con có thắc mắc là Trần Quốc Khái đã xuống như thế nào không? Chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ ba, Trần Quốc Khái thông minh, ham học hỏi và giàu trí sáng tạo. Ở trên lầu cao, không có thang, không còn lối xuống. Vì chính vì thế Trần Quốc Khái phải ở lại trên lầu. Trên lầu chỉ có 2 pho tượng Phật, 2 cái lọng, một bức chướng theo 3 chữ Phật trong lòng và một vò nước. Vậy con hãy đọc đoạn 3, 4 và trả lời cho cô câu hỏi: Trần Quốc Khái đã làm thế nào để sống, để không bỏ phí thời gian và để xuống đất bình yên vô sự? Một lần nữa cô chúc mừng con chưa bao giờ khiến cô phải thất vọng cả. Câu hỏi này con cũng đã trả lời rất chính xác, cùng nỗ lực hơn nữa con nhé. Chúng ta thấy rằng ở trên lầu cao, bụng đói mà không có cơm ăn, Trần Quốc Khái đã đọc 3 chữ trên chướng thêu, rồi mỉm cười, bẻ pho tượng để ăn. Pho tượng viết rằng Phật trong lòng. Ông đã hiểu ý của người viết, bẻ tay tượng Phật, nếm thử mới biết pho tượng được nặn bằng chè lam. Từ đó, ngày 2 bữa, ông ung dung bẻ dần tượng mà ăn. Phật trong lòng có nghĩa là tư tưởng của Phật ở trong lòng mỗi con người. Có ý mách ngầm Trần Quốc Khái đó là có thể ăn được bức tượng. Và khi đã hiểu được ý nghĩa của pho tượng ấy, ông đã mỉm cười rồi bẻ pho tượng ăn. Và cứ ngày 2 bữa, Trần Quốc Khái đều ung dung bẻ tượng mà ăn. Như vậy con thấy được Trần Quốc Khái rất là thông minh, đúng không nào? Không phải là ai cũng có thể hiểu được chữ ở trên pho tượng mà khám phá ra thức ăn. Đó chính là pho tượng Phật như vậy. Đó là để sống. Con, để không bỏ phí thời gian, ông đã tranh thủ thời gian nhàn rỗi để mày mò quan sát, nhớ nhập tâm cách thêu và làm lọng. Qua đó con thấy được Trần Quang Khải rất ham học hỏi, đúng không nào? Cuối cùng là để xuống đất bình yên vô sự. Bây giờ ở trên lầu cao như vậy, không có thang, không còn lối xuống. Làm thế nào để có thể xuống đất một cách bình yên vô sự bây giờ? Ông thấy những con dơi xẻ cánh trao đi trao lại. Ông liền ôm lọng nhảy xuống đất, bình an vô sự. Một con người rất thông minh và giàu trí sáng tạo, đúng không các con? Và chính bởi vì ông thông minh như vậy nên vua Trung Quốc đã khen ông là người có tài, đặt tiệc to để tiễn ông về nước. Đến đây thì con đã thấy được là Trần Quốc Khải đã học được nghề thêu và nghề làm lọng của Trung Quốc. Vậy thì vì sao ông lại được suy tôn là ông tổ của nghề thêu? Chúng ta sẽ cùng lý giải trong phần cuối cùng, phần 4. Lý do Trần Quốc Khải được suy tôn là ông tổ nghề thêu. Bây giờ các con hãy đọc đoạn thứ 5 và trả lời cho cô câu hỏi. Vì sao Trần Quốc Khải được suy tôn là ông tổ nghề thêu? Cô chúc mừng con đã trả lời rất chính xác. Về nước, Trần Quốc Khải đã truyền dạy cho dân nghề thêu và nghề làm lọng. Dần dần, nghề thêu lan rộng ra khắp nơi và nhân dân đã lập đền thờ, suy tôn ông là ông tổ nghề thêu. Chúng ta sẽ vào phần tổng kết. Bài đọc này đã ca ngợi Trần Quốc Khải là người thông minh, ham học hỏi và giàu trí sáng tạo. Chỉ bằng quan sát và ghi nhớ nhập tâm đã học được nghề thêu của người Trung Quốc, truyền dạy lại cho nhân dân ta. Các con thân mến, đến đây thì bài học của chúng ta cũng đã kết thúc rồi. Về nhà các con học bài và chuẩn bị bài mới các con nhé. Cảm ơn tất cả các con. Hẹn gặp lại trong những bài học lần sau.